Hôm nay Tiếng Trung Chơi Với Nợ sẽ đến với các bạn với một chủ đề là những điều mà con gái ghét con trai. Thứ nhất đó là hoa xin đa tình. Tha sư gơ khẩn hoa xin để chia khổ. Tha sư, anh ta. Sư gơ khẩn hoa xin để chia khổ là một cái người rất là đa tình. Xiao chi là keo kiệt. Tha sư gơ khẩn xiao chi đa rấn. Anh ta là một kẻ rất là keo kiệt. Sa khoảng, nói dối. Ủa cản toàn tình tha trai sa khoảng. Bố cảm toàn tình, tôi khẳng định rằng tha trai xa khoảng, anh ta đang bốc phét đấy, nói dối đấy. Xua ta khoa là nói khoác. Tha lão ai xua ta khoa, anh ta luôn thích nói khoác. Phố phố ma ma lề mề nhu nhược. Tha chiêu sư chơ mờ phố phố ma ma tờ. Tung bú tung chiêu teo giải lây. Anh ta chính là một kẻ nhu nhược như vậy, đậm tí là rơi nước mắt. Tha chiêu sư chơ mờ phố phố ma ma tờ. Tung bú tung chiêu teo giải lây. Nhắng nhẹn trang tính đàn bà ẻo lả. Biếu chờ mờ nhắng nhẹn trang lở. Siêu chiều tủ búa. Rượu chè cờ bạc. Nà rấn sân mí úy. Suy chiều hớ tủ búa. Nà rấn người đó. Sân mí úy tức là bị mê hoặc bởi nghiện. Suy chiều rượu, nghiện rượu, khớ tủ búa và đánh bạc. Cô ý tư ta, quá kiêu ngạo. Yue khan cô ý tư ta. Chỉ trai khu tư chỉ. Yue khan là dôn. Cô ý tư ta, quá là kiêu ngạo. Chỉ trai khu tư chỉ. Anh ta chỉ quan tâm bản thân anh ta thôi. Tha bú sư y cơ. Ai xuyên yao tư chỉ. Chứng chiêu đờ rấn. Thích khoe khoang. Ai xuyên yao. Tha bú sư y cơ, anh ta không phải là một kẻ ai xuyên nhau tư gì chứng chiêu thật đấy, khoe khoang những thành tích của cá nhân mình. Mấy hiểu chứa đơn cả là không có tinh thần trách nhiệm. Tha hoán chuyên mấy hiểu chứa đơn cả, anh ta hoàn toàn là một kẻ vô trách nhiệm. Phí chi khổ bạo, tính tình nóng nảy. Chế khờ sư cơ phí chi khổ bạo thờ nén chinh đấn. Rắc là một người thanh niên tính khí nóng nảy. Yêu uy quả khoan, sầu muộn bi quan. Trại ủy thiên tha trinh trắng, yêu uy quả khoan. Vào ngày mưa thì cô ấy thường sầu bi và bi quan. Lẩm mua tự sư, lạnh nhạt và thờ ơ. Tha chi tự sư yêu lẩm mua, anh ta ngoài ích kỷ ra lại còn thờ ơ nữa. Yêu trừ là ấu trĩ. Tha xính quế chủ sư phê tráng yêu trừ. Anh ta xử sự rất là ấu trĩ, trẻ con. Xin lì in an. Giả rấn giả y. Tâm liệu đen tối. Giả nhân giả nghĩa. Tư ý quế sự. Đừng có cho mình là đúng nhá. Tha thai tư ý quế sự là anh ta quá là tự cao tự đại. Tự cho mình là đúng. Tán ủy lớn là đánh đàn bà. Chuyên tử chúng lái bú khuẩy tung sầu tá nữ nhân. Chuyên tử quân tử chúng lái kể từ trước đến nay sẽ không bao giờ khuẩy tung sầu động thủ tá nữ nhân đánh phụ nữ cả. Xin gớ nô ruộng tán xẻo, tính cách yếu đuối nhát gan. Tha tờ xin gớ khẩn nô ruộng tán xẻo, tính cách của anh ta rất là yếu đuối và nhút nhát. Xẻo xin nhẹ lòng dạ hẹp hòi. Tha chờ mờ chơ mờ xẻo xin nhẹ. Tại sao anh ta lại hẹp hòi như vậy? Quẩy trang có nghĩa là giả tạo. Tha tờ quẩy trang khẩn rúng y bê sứ khổ. Tha tờ quẩy trang sự giả tạo của ta. Khẩn rúng y rất dễ. Bê bị sứ khổ nhận ra. Tha tờ quẩy trang khẩn rúng y bê sứ khổ. Khăn bú chí nữ nhân coi thường phụ nữ. Nán rấn, khan bu trí, nữ rấn. Nán rấn là cái người đàn ông. Khan bu trí, nữ rấn là coi thường người đàn bà. Đấy là ở một số người đàn ông, người ta văn hóa chưa cao, trình độ thấp, hoặc người ta quá sư cao sư ta, tự cao tự đại thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ phụ nữ đã làm rất nhiều việc còn vĩ đại hơn đàn ông, nên chúng ta cần phải tôn trọng phụ nữ. Trên đây thì Tiếng Trung chấm VN vừa hướng dẫn cho các bạn cái chủ đề những điều mà phụ nữ người ta không thích của người đàn ông, và chúng ta là đàn ông chúng ta cố gắng tránh những cái điểm đó để được nhiều phụ nữ yêu thương hơn, đúng không?
Có bạn hỏi về cái chương trình online của bên mình. Bên mình thì học theo bộ Hán ngữ 6 tập. Đấy, chương trình online có giáo viên chấm điểm, nó là có video đã quay sẵn, có giáo viên chấm điểm chữa lỗi nhá. Đấy, thì các bạn có thể là chạy vào trang tiếng Trung.vn chat với nhân viên bên mình, hoặc gọi điện đến số 4094404400 để mình cung cấp tài liệu để cho các bạn học. Sách nó là 548.000. Cái bộ Hán ngữ 6 tập này thì tất cả các trường đại học đang học. Có bạn muốn hỏi về cái cách nhớ chữ Hán. Cách nhớ chữ Hán thì các bạn có thể mua cái bộ này. À, đây là bộ flashcard giúp dễ nhớ chữ Hán, 1.500 chữ Hán qua câu chuyện. Thì cũng đơn giản thôi, các bạn truy cập vào trang tiếng Trung.vn ở chat với nhân viên bên mình, hoặc gọi điện đến số 0944004400. Có một số bạn hỏi thì anh Châu có dạy ở các lớp tại Hà Nội không, thì tôi có dạy tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội, và số 25 ngõ 68 Cầu Giấy. Thì các bạn cũng truy cập vào trang tiếng Trung.vn là nó sẽ có lịch học ở các nơi của tôi. Nếu các bạn thấy cái video này có ích thì các bạn hãy ấn like. Đấy, còn các bạn hãy subscribe cái kênh này để nhận được nhiều cái video về sau tôi làm hơn. Và cái nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay thì tôi để dạng Word, có cả phiên âm, có dấu âm bồi đầy đủ. Thì các bạn cần thì để email thì tôi sẽ gửi cho. Chúc bạn học tiếng Trung thành công. Chào chị.